Kính thưa quý vị và các bạn, đã uống rượu bia thì không lái xe vừa là quy định trong luật giao thông đường bộ và cũng đã trở thành câu khẩu hiệu quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn coi thường pháp luật, đó chính là coi thường tính mạng mình và người khác, nên vẫn có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra bởi nguyên nhân tài xế sử dụng rượu bia. Vậy, đến khi nào người dân mới tự ý thức được điều khiển xe khi uống rượu bia là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh? Cảnh báo hiện trạng này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Luôn dặn với lòng của tác giả Thúy Hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trải, vai Tý, Duy Hằng, vai Thảo, vợ của Tý, Tường Duy, vai Đầy, Kim Cương, vai Nhi, vợ của Đầy. Quốc sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Huỳnh Thanh Tuấn. Sau khi tắm rửa xong, Tý đi qua bếp, liếc nhanh một cái, rồi nhanh chóng đi lên nhà trên. Rón rén chuẩn bị ra cửa, thì Thảo từ trong buồng đi ra. Anh định đi đâu? Anh đi có chút công việc. Việc gì? Thì chuyện làm ăn của anh, sao em biết được? Có gì mà em không biết, chỉ có chuyện ăn nhậu là em không biết thôi. Thì anh đi bàn với thằng Đầy chuyện mua dụng cụ đi kéo tôm. Vợ anh cũng rảnh nên định đi kéo tôm thuê. Người ta làm hầm nhiều nên kéo tôm mướn được lắm á. Có chắc là suy nghĩ kiếm việc làm không? Hay kiếm chuyện ăn nhậu? Em sao cứ nghĩ xấu cho chồng không à? Anh muốn làm chuyện tốt cũng không tin nữa. Được rồi, nói tới là anh vậy hả? Đi đâu thì đi, nhớ về sớm đó nghe. Sao mà về sớm được? Bàn chuyện làm ăn thì phải có kế hoạch, có tính toán chi ly, mất nhiều thời gian lắm. Em cứ ngủ trước đi, đừng có chờ anh. Thằng này để qua đợi kìa. Thôi, anh đi nha. Đừng có nhậu đó, nhậu thì về đây chết với tôi á. Ừ, biết rồi. Cảnh tại nhà Đầy. Trời khá khuya, Đầy cho xe dừng trước nhà, nhẹ nhàng mở cửa, bỗng dưng nhà sáng trưng. Nhi chống nạnh nhìn chồng. Ủa, giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Vô ngủ đi em. Anh đi nửa đêm chưa về nhà, anh nghĩ tôi ngủ được không? Anh đi bàn công chuyện làm ăn mà, anh phải ráng lo cho nhà mình đầy đủ. Em ngủ đi, lần sau đừng có thức chờ anh chi cho nó mệt. Anh đừng có cãi chày, ai mà không biết anh tụ tập ăn nhậu mà lấy cớ này cớ kia. Thì đàn ông cũng phải ăn nhậu chút chứ em. Tôi không có cấm anh ăn nhậu, nhưng đã ăn nhậu rồi á thì làm ơn đừng có lái xe. Sao tôi nói hoài mà anh cũng có nghe vậy? Lỡ có gì thì sao? Mệt ghê, đi ăn nhậu có một chút về là không yên hả? Bộ thích vậy lắm hả? Nếu cứ cái đà này á thì chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra thôi. Vợ với con ăn nói kiểu đó, sao muốn chửi thề quá à? Chửi đi, tôi nói cho mà biết. Nếu mà còn cái mửng này nữa thì ly dị đi. Cái gì? Cô muốn chọc tôi tức điên lên mới chịu hả? Ly dị thì ly dị. Ngày mai á, tôi viết đơn ly dị sẵn cho anh ký luôn. Viết đi, tôi ký liền. Tôi sợ chắc à. Mai mốt đi nhậu khỏi ai chửi. Đây đang ngồi đợi ở quán cà phê, lâu lâu lại ngước nhìn ra cổng. Vừa thấy Tý bước vô, Đầy lên tiếng cằn nhằn. Gì lâu vậy cha? Uống gần tới ly cà phê thứ hai, cha mới giác xác tới. Kẹt quá, con vợ nó bắt làm xong việc nhà mới cho đi. Cho anh ly cà phê em ơi. Nó phạt cái vụ bữa đi nhậu với mày đó. Rồi sao cha nói? Đi nhậu có lý do vợ không dám hó hé. Thì tính là vậy, nhưng đâu như mình nghĩ. Nó nói ăn nhậu vậy thì khỏi làm gì hết, ở nhà lo làm việc nhà, để nó đi làm. Trời, vợ mày dữ à? Rồi nó làm gì? Thì ngày xưa nó có đi học làm móng, giờ nó mua đồ nghề đi làm lại. Bậy rồi, để vợ mày đi làm mấy cái vụ đó, có ngày mất vợ như chơi. Nhưng nó quyết vậy rồi, với lại để nó đi làm, tao thấy nó nói có lý á. Cái thằng này, mày điên hả? Nhà phải có nóc chứ. Đàn ông thì phải thể hiện bản lĩnh của mình. Với tao nè, nó đòi ly dị, tao chịu liền. Chắc có lý do gì nữa, chứ không lẽ chỉ có vậy mà vợ mày đòi ly dị? Có gì đâu, Chỉ có cái chuyện kêu tao ăn nhậu thì không được chạy xe, mà tao không chịu thay đổi, nó đồ ly dị. Đó, mày thấy nó muốn làm mẹ không? Cái đó là nó lo cho mày đó chứ. Lo cái gì? Đàn ông ai không uống chút rượu bia. Tao uống nhưng vẫn làm chủ được mình. Mắc gì không chạy xe được. Tại nó nghe người này người kia nói, nên sợ tao gây tai nạn đồ. Nói thiệt á, tai nạn thì chạy ra đường xui xui là bị rồi. Ê, tính ra vợ mày đâu có cấm mày nhậu, chỉ kêu mày xỉn đừng có chạy xe thôi. Nhưng tao không thích. Mình đàn ông, mắc gì nghe lời vợ. Nó nói đúng thì phải nghe chứ mày. Dễ gì, thân trai dọc ngang sông nước mà mày. Bởi vậy á, nên nó bỏ về bên nhà ngoại sắp nhỏ rồi. Rồi chừng nào đi rước nó về? Đi rước là xuống nước năn nỉ sao mày? Dễ gì. Mệt quá trời ơi. Sai thì xin lỗi, mắc gì sĩ diện. Mày bậy thiệt đó. Chỉ có việc không lái xe khi xỉn, dễ muốn chết. Còn con vợ tao á, nó không cho tao nhậu mới đau đi kìa. Mày còn là đàn ông nữa không? Đi nhậu về, vợ con nó không vui. Mặt mày chằm dầm à, vui sướng gì mà ăn nhậu. Nói nghe hơi là biết sợ vợ rồi. Kệ, sợ vợ mà vợ chồng hạnh phúc, tao cũng nên sợ à. Còn mày đó, đừng có bài đặt nói cứng. Đi rước vợ về đi, tao thấy vợ mày cũng vì lo cho mày thôi. Nhậu xỉn vô chạy xe là nguy hiểm lắm. Còn người là còn của, tự nhiên chết đi để vợ con bơ vơ. Điên quá đi, nó xàm không à. Giờ đi nhậu không? Thôi cha, mới bị phạt chưa nhậu được đâu. Nói với mày mất hứng. Tính tiền chú quá ơi. Ê, nói vậy rồi bỏ đi hả? Tao đi nhậu, mày không đi thì về nhà ngủ với vợ cho nó vui. Cái thằng này, không lo đi rước vợ mà cứ lo nhậu. Nè, đây, đây. Tại nhà của Thảo, hay tin đầy bị tai nạn nên Thảo gọi điện thoại báo cho Nhi. Alo, chị Nhi hả? Tôi nè. Có chuyện gì không chị Thảo? Tôi báo cho chị tin này. Chị có thấy chuyện của anh Đầy chưa? Tôi giận ổng nên tắt máy mấy ngày nay. Mà chị nói chuyện ổng là sao? Bộ ổng xảy ra chuyện gì rồi hả chị? Hồi tối á, ổng bị tai nạn xe, chở vào bệnh viện lớn rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Rồi ổng có bị nặng không chị? Giấc khuya tôi nghe ông Tí điện thoại báo là anh Đầy bị tai nạn. Rồi ổng vô trong đó, tới sáng nay chưa thấy về nữa. Trời ơi, tai hại nữa rồi. Để tôi chạy vô trỏng liền với ổng mới được. Chị vô bệnh viện nhanh đi. Chắc anh Đầy cũng trông chị dữ lắm đó. Ủa, anh về rồi đó hả? Ông Đầy có nặng lắm không anh? Gãy xương đòn, gãy mấy cái beo sườn. Đã vậy còn gãy cái tay nữa chứ. Trời đất ơi, đồ món tiêu hết luôn rồi. Vậy còn làm ăn gì nữa? Hơi, nó xui dữ luôn. Mà ổng làm sao bị tai nạn đến vậy? Ai đụng hay tự té? Có ai chịu trách nhiệm chưa? À, mà chị Nhi vợ ổng vô bệnh viện chưa anh? Em điện thoại cho hay đó. Chị nói qua loa chứ có biết ớt giáp gì đâu. Ủa, sao nín thinh không trả lời, trả vốn vậy trơn vậy? Nói một hơi, trả lời sao kịp? Thì anh nói từ từ. Quan trọng là ổng làm gì mà bị tai nạn? Thì nhậu xỉn quá, không làm chủ tay lái, cho nên... Rồi, hiểu luôn. Đáng đời mà. Em kỳ thiệt đó, nói vậy mà nghe được hả? Chứ gì nữa, cũng cái tật ăn nhậu cho cuốn vô, nói không nghe, giống y như anh à. Đã vậy hả, còn thêm cái tội uống tới quắt cần câu, mà còn lái xe nữa chứ, thì quá đáng đời rồi chứ còn gì nữa. Tưởng đâu xui xẻo ai chè. Mấy người vậy á, người ta chửi cũng đáng lắm. Nó cũng đâu có muốn đâu. Ủa, không muốn thì đừng có làm liều. Coi thường tính mạng mình, còn coi thường tính mạng người khác nữa. Rồi ổng có làm ai bị thương không? Không, nó tự lủi vô cột điện. Vậy cũng còn mai á. Tới non nước này á, mà em nói cũng còn mai. Mai chứ còn gì nữa. Nếu đụng người ta có bề gì á, thì ổng chắc khỏe. Nhiều khi hả, còn vô tù ngồi gỡ lịch á, cho đáng cái tội nữa kìa. Xui rủi thôi, em đừng có nặng lời được không? Xui gì, cái này tự làm tự chịu á. Biết tự giác tránh á, thì sao gặp chuyện được. Nhậu cho cố vô rồi lấy xe. Hay lắm mà. Không chết là trời còn cho ổng cơ hội đó. Chứ không nằm dưới mồ á, mà ôm kỷ niệm một thời á. Em nói gì vậy em? Chứ không đúng hay sao? Tính Bình đó hả? Em nói cái gì mà ác khẩu vậy? Nó nghe được là kỳ lắm á. Ủa? Em không nói á, thì cũng có người khác nói à. Mắc cái gì mà sợ? Chuyện sờ trước mắt như vậy á, ai mà không biết. Ai nói cũng được. Nhưng chỗ anh với nó là tri kỷ. Mà em nói nghe kỳ lắm. đừng có phát biểu linh tinh nữa được không? Rồi chị Nhi có nói gì không? Có thấy nói gì đâu, cũng không nói gì tới thằng đầy nữa. Chắc chuyến này hơi căng à. Căng cho ổng biết sợ, chứ không là trứng nào tật nấy. Nhậu xỉn vô là muốn làm anh hùng à. Anh hùng rơm chứ hay ho gì. Phải bản lĩnh, đâu để vợ con phải mệt mỏi lo lắng. Giờ phải nai lưng chăm sóc ổng. Mệt chưa? Rồi con cái ở nhà ai lo? Thứ gì đâu chỉ biết sướng mình à. Còn ai ra làm sao thì kệ. Thôi, anh mệt cả đêm rồi. Em cho anh ngủ một chút đi. Em nói cho anh biết đó, anh mà kiểu như ổng là em không có dị tình như bà Nhi đâu nghe. Em bỏ luôn, không chăm sóc gì hết, cho biết thân. Em khỏi quảng cáo, anh biết thân anh và tánh của em mà. Đúng đó, đã nói rồi mà vẫn không nghe thì hậu quả tự chịu. Chờ để anh ngủ được chưa? Nó bị tai nạn chứ đâu phải anh, mà nghe chửi hoài chưa hết vậy. Chửi nào, nhắc nhở trước vậy mà còn chưa bỏ nữa. Lúc tôi còn nói thì không chịu nghe. Tới hồi có chuyện thì con này không bao giờ nói mà chỉ hành động thôi. Trời ơi, biết rồi. Ai nhậu rồi chạy xe hồi nào đâu mà em cứ nhây mãi vậy. Anh thiệt tình là có nhậu thiệt, nhưng mà lái xe thì anh không có. Anh không có tự mình lái xe, nhưng anh leo lên xe của mấy cha nhậu lái thì cũng y chang như vậy thôi. Nói làm gì? Thì đúng quá nên không có nói được chứ gì. Tính đâu ngon hơn người ta. Giao tính mạng mình cho mấy ông say xỉn chở thì cũng giống nhau thôi. Bạn bè nó chở mình về, nếu mình từ chối thì cũng ngại. Nhưng em yên tâm đi, sau này anh không có giao tính mạng mình cho mấy đứa đó đâu. Chịu chưa? Tôi có điên mới yên tâm được á. Nói thì hay lắm, nhưng không biết thực hiện được bao nhiêu á. Nhất định mà, anh sẽ không lái xe khi uống rượu bia. Anh thề, anh hứa đó. Em để anh ngủ được chưa? Anh mệt quá rồi. Từ đây sắp tới nếu còn tái phạm thì đừng có trách nghe. Biết rồi, khắc ghi mãi mãi. Ê, cái thằng dịch vật này không chỉ gây khổ một mình nó mà liên lụy tới một đống người luôn á. Nhưng mà ngẫm ra thì cũng tại mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh Luôn dặn với lòng của tác giả Thúy Hằng mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Huỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.